Alo chị Trang ơi, em Huy nè chị Trang à. Chị nghe Huy ơi. Dạ, chị khỏe không chị? Chị khỏe. Dạ, rồi chị ơi, hôm bữa em có thấy cái hợp đồng của mình gần tới hạn rồi á, thì có thể rằng là chắc là khoảng tầm nửa tháng nữa sẽ có nhân viên thu phí, họ sẽ gọi điện cho chị để mà nhắc đóng phí chị nha. À ok. Dạ. Dạ rồi, chị ơi, em có xem trong Facebook á, em có thấy là hình như là vừa rồi cháu nhà mình là có nằm viện đúng không chị? Ừ em. À. Cháu bị bệnh gì vậy chị? Bị sốt siêu vi á. À, bị sốt siêu vi hả chị? Dạ chị. Rồi sức khỏe cháu như thế nào rồi chị ha? Ồ, giờ nó cũng đỡ nhiều rồi, bác sĩ cho về rồi á. Dạ. À chị ơi, em thấy cái bảo hiểm của mình hiện nay cho cháu chị à, thì em thấy rằng là mình ở lúc trước em có tư vấn cho mình cái thẻ chăm sóc sức khỏe, nhưng lúc đó thì mình đã có cái bảo hiểm bên công ty khác rồi mình không mua, thì không biết là hiện nay rằng là khi mà cháu đi bệnh viện hiện nay mình có thẻ chưa chị ha? Ồ, chị chưa có thẻ mà chị cũng không có dùng thẻ luôn á em ơi. À, mình không dùng thẻ hả chị? Chị ơi, vậy thì chị có thể tham khảo sang cái thẻ sức khỏe bên tụi em nha. Tại vì hiện nay á, đối với thẻ của em á, thì mình có thể thăm khám ở tất cả những bệnh viện trong nước của mình, và hoàn toàn là mình có thể được chi trả thông qua cái thẻ của mình luôn. Cũng tiện quá ha. Dạ, bên cạnh đó nữa rằng là những cái bệnh viện liên kết mà chị hay đi, ví dụ như là Pháp Việt nè, Vinmec hay Columbia, thì những bệnh viện đó thì tụi em sẽ gọi là bảo lãnh viện phí tại chỗ luôn chị à. Rất là tiện cho chị luôn. Và rõ ràng là với người phụ nữ mà gọi là công việc bận rộn như chị thì cái việc mà mình xài thẻ rất là tiện lợi đúng không chị? Vậy thì chắc ngày mai đi, em sẽ làm một cái thư điều chỉnh sản phẩm cho mình nha, rồi em đem qua cho chị ký luôn chị nha. Ừ ok. Dạ rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Trang nhiều. Dạ em chào chị. Ừ Vy ơi, có gì mai gặp hen. Dạ, hãy tích cực tư vấn CHR nha các bạn ơi. Yeah.